tại khu công nghiệp đình vũ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hải phòng phối hợp cùng các lực lượng tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông biển quy mô lớn tại cầu cảng euro trong khu công nghiệp Tình huống giả định là tàu chở xăng an phú 16 đang bơm hàng vào kho xăng dầu của xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ tại cầu cảng Euro thì máy bơm bị kẹt, tiếp đó xảy ra sự cố hệ thống điện gây cháy tại khu vực mũi tàu. Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy và cứu nạn đã có sẵn, dập tắt không để ngọn lửa bùng phát trở lại cuộc tổng diễn tập thể hiện rõ sự hiệp đồng tác chiến sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng trong cùng một lúc các công việc chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó với sự cố tràn dầu khắc phục hậu quả môi trường khẳng định sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy chữa cháy phục vụ cho sự phát triển hệ thống cảng biển hải phòng từ đó tạo lòng tin vững chắc cho các doanh nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài và nâng tầm vị thế uy tín của cảng biển thành phố